Kim Hậu xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Kim Hậu xin gửi đến mọi người một bài hát của chú Trường Sa với tựa đề Một Thoáng Mơ Phai. Vừa rồi đây Kim Hậu được nhìn thấy chú ở trên chương trình Paris By Night và được nghe chú kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, thì Kim Hậu càng thích hơn. Trước đây thì Kim Hậu đã nghe Trần Thái Hòa hát và rất là thích bài hát này. Nhưng mà khi nghe Trần Thái Hòa hát lại một lần nữa, trước sự có mặt của tác giả, thì Kim Hậu thấy càng thích hơn nữa. Và cái cảm xúc đó làm cho Kim Hậu không thể nào kìm nén được, và Kim Hậu nghĩ là mình phải hát với cái đàn của mình. Cho nên hôm nay Kim Hậu xin gửi đến mọi người bài hát này. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức Một Thoáng Mơ Phai của tác giả Trường Sa. Thank you.
Kim Hậu xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc và hẹn gặp lại trong những bài hát tới. Kim Hậu từ Nha Trang.